tôi ra hết neo rồi đó, tới Lăng Cô rồi nè. Đó bên kia là đường vô hầm đó. Phía trước xa xa đó là cầu dẫn vào hầm Hải Vân. Gác chắn đường rồi chuẩn bị tàu qua. Giờ qua hết đèo rồi. Phía trước mình là các xe đi vào đi ra hầm Hải Vân đó. Tất nhiên mà mình không được phép vào rồi. Rồi đây là khu dân cư. Rồi giờ mình chạy một leo luôn. Mình mất thời gian quá nhiều giờ, 3 giờ rồi không biết. Thôi cứ đi tới đâu, nghỉ tới đó. Cần thiết thì đi luôn đêm luôn, bù lại thời gian đã mất. Nên quyết định không ở lại một đêm nữa, không ở đêm nữa, mà đi là quyết định cho tới thời điểm này là sáng suốt.
cầu Lăng Cô. Qua cầu Lăng Cô này là đến Lăng Cô. Như đi đường đó là đi theo vô hầm á. Đây vô hầm Hải Vân. Mình đi vài cây nữa mình sẽ không theo quốc lộ 1 nữa. Quốc lộ 1. Chuẩn bị chui vào hầm. Hầm Phú Gia. Hầm này thì nắng cho nên
ra khỏi hầm. Một cũ rẽ phải, mình đang di chuyển trên quốc lộ 1 đoạn này nè, nếu rẽ phải là đi đèo, đèo Phước Tượng. Còn mà rẽ thì rẽ trái thì vô hầm. Bây giờ mình vô hầm đi, chọn nhanh giờ tối rồi, leo đèo thì có khi cái sướng của leo đèo. Nhưng đi hầm thì cũng có cái sướng của đi hầm. Giờ cũng tối rồi, cũng ngắn, hầm này thì cũng ngắn, hầm Phước Tượng đứng đầu đi hầm, chứ vô hầm ấm, đứng ngồi hầm nhìn thấy đầu bên kia của hầm mà. Rẽ vô đường 49B hả? Rẽ trái là quốc lộ 1 tiếp tục, mình rẽ qua bên rẽ phải này, quốc lộ 49B.
này là đầm này. Ủa, quốc lộ chứ nhỏ đấy ta. Đây là quốc lộ 49B. Mình muốn đi quốc lộ này về Quảng Trị thay vì đi quốc lộ 1A. Nhưng giờ thấy trời đã tối rồi. Trên quốc lộ này lại không có nhà nghỉ nào. Có thì cũng rất xa. Cho nên mình quyết định quay lại quốc lộ 1 để tìm nhà nghỉ. Mời mọi người tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Vị trí này trên Google Maps là đầm Cầu 2.